Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiện truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 15 của nước mắt người đàn bà, tác giả Ngọc Linh. À, có rất nhiều quý vị khán thính giả à, có thấy tác phẩm truyện này có diễn biến rất chậm. À, tuy nhiên thì à, cái mốc thời gian thì không chậm một chút nào. Khi mà anh Trần Vũ của chúng ta đi tù thì à, nhoáng một cái đã 15 năm và cô bé Bích Vân của chúng ta từ 2-3 tuổi. Đã lên đến 17-18 tuổi, thậm chí là đã có hứa hẹn để lập gia đình rồi à, Thì à, cái bối cảnh của câu chuyện này thì có quý vị khán giả cũng đã chia sẻ tức là nó ở cái thời kỳ ngày xưa và cái tư duy của cái con người ngày xưa nó cũng khác với chúng ta bây giờ Nó hơi chậm hơn, nó cũng có một chút gì đó nó ngây thơ, chân thành hơn à, Cho nên là nếu như quý vị khán giả vẫn à, yêu quý nghệ truyện, yêu quý Đình Duy Thì hãy cùng đồng hành cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Nước mắt người đàn bà của tác giả học Linh này Và chờ đợi tiếp tục những tác phẩm tiếp theo à, Hay và hấp dẫn hơn nữa được Đình Duy diễn đọc trên kênh Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người Chúng ta đến với tập 15 Nước mắt người đàn bà Đúng là ở đây rồi Hoàng Trọng Bình xem kỹ lại số nhà của Lâm Hoành rồi đứng đợi Sáng nay Trọng Bình cớ đến thăm Bảo Liên Mẹ của ánh để nhờ người đưa đến nhà Lâm Hoành Bà Liên thoáng vẻ ngạc nhiên, không ngờ Hoàng Trọng Bình cũng có quen với em rể của mình nữa. Bà định sai con đưa Hoàng Trọng Bình đi. Nhưng anh đi học chưa về, bà đành ghi số nhà để cho Bình tự tìm đến. Hoàng Trọng Bình đứng trước cổng nhà lâm hoành rất lâu mà không thấy ai ra mở cửa. Bên trong thật là vắng vẻ. Cây vũ sữa trước nhà sai trái quá. Bầy chim trao trào kêu vang dân như trong khung cảnh vườn quê. Có tiếng xe ngừng phía sau, hoàng trọng bình quay đầu lại và thấy một thanh niên đang bước xuống chăm chú nhìn mình thanh niên trả tiền xe rồi bước đến bên chàng hỏi thưa ông ông tìm nhà ai hoàng trọng bình nhớ mải mải đã gặp thanh niên này ở đâu một lần nhưng không thể nhớ nổi chàng khẽ đáp tôi tìm nhà ông lâm hoành luật sư không biết có phải ở đây không vậy thầy thanh niên ấy không ai khác chính là lâm vinh chàng gặp hoàng trọng bình thì nhớ ra ngay nhưng không biết ông đến đây để làm gì Chồng biết ông đến tìm cha mình lâm Vinh cung kính thưa. Dạ xin mời ông vào nhà trong, cha tôi vừa Đà Lạt về sáng nay. Hoàng chồng mình nghe thanh niên gọi Lâm Hoành bằng cha thì nhớ ngay chẳng. Ủa, à, cậu đây có phải là Lâm Vinh không? Tôi nhớ cậu có đến nhà tôi một lần mà. Lâm Vinh mỉm cười nói. Dạ phải, hôm đó cháu đến đem thơ cho cô Bích Vân dùm cho em ánh. À, phải rồi, vậy mà hồi nãy tới giờ tôi cứ ngờ ngợ. Lúc này thế nào, cậu sắp ra cãi thật sự chưa? Dạ cảm ơn ông, còn hai ngày nữa đến kỳ thi. Rồi Lâm Vinh mở cổng nói thêm lần nữa, xin mời ông vào trong. Hoàng Trọng Bình bước qua cổng vào trong sân nhìn quanh quẩn, ở đây thật là yên tĩnh. Chàng nghĩ Lâm Hoành ăn hưởng tuổi già như thế này thật là đầy đủ lắm rồi, còn mong gì hơn nữa. Lâm Vinh đưa Hoàng Trọng Bình vào đến phòng khách. Vừa mời ông ngồi thì đã nghe tiếng cha nói vọng ra. Vinh đó hả con? Lâm Vinh cất tiếng đáp. Dạ thứ ba, con đây. Rồi chàng quay lại bảo Hoàng Trọng Bình, mời ông ngồi chơi, tôi vào thư lại với cha tôi. Hoàng Trọng Bình gật đầu nói, phiền cậu vào nói với ông cho tôi đợi hầu chuyện một lúc. Lâm Vinh bước vào phòng cha, trong lòng rất vân vân. Hoàng Trọng Bình muốn gặp cha chàng để làm gì? Lâm Hoành đang nằm đọc sách, thấy con bước vào liền để sách xuống. Lâm Vinh nói ngay. Thưa ba, có ông Hoàng Trọng Bình đến thăm bà. Lâm Hoành ngồi nhòm dậy, gỡ mắt kiến xuống hỏi. Con, con nói ai? Dạ, ông Hoàng Trọng Bình. Lâm Hoành lộ vẻ ngạc nhiên nói. Hoàng Trọng Bình đến đây làm gì kia? Ông ấy ở đâu? Dạ, có năm mời vào phòng khách. Lâm Hoành đứng lên, mặc áo ngoài, rồi ra khỏi phòng. Lâm Vinh theo sau cha. Hoàng Trọng Bình nhìn thấy Lâm Hoành liền đứng lên chào hỏi. Chào ông, cho ông còn nhớ tôi. Lâm Hoành nhìn Hoàng Trọng Bình đám ra vẻ mừng rỡ nói. Kìa ông Bình, hello lâu mới được gặp ông. Hai người bắt tay nhau thân mật. Lâm Hoành ngồi xuống ghế nói. Mời ông ngồi. Hoàng Trọng Bình khẽ bảo Lâm Hoành, có gần 20 năm rồi. Không được gặp nhau, tôi thấy ông thay đổi nhiều. Lâm Hành mỉm cười đáp. Đã năm 60 rồi, còn gì nữa hả ông? Cứ bệnh hoạn luôn. Tôi định lên là là ở vài tháng. Nhưng trên đấy lúc này lạnh quá, không chịu nổi. Hai người lại yên lặng. Mấy lần Hoàng Trọng Bình muốn nói ngay đến cái lý do mình tìm đến đây. Nhưng sao chàng lại thấy ngượng ngập, rất khó mở lời. Lâm Hoành bỗng hỏi Hoàng Trọng Bình. Hôm nay ông đến chơi, không biết có chuyện gì chăng? Dạ, cũng có chút chuyện riêng, nhờ ông giúp dùm, chắc ông cũng không nỡ từ chối. Lâm Hoành thoáng ngạc nhiên. Không lý Hoàng Trọng Bình trước biết ông đã giải nghiệp. Ông định nói cho khách biết việc đó, nhưng chưa kịp mở lời, thì Bình đã nói tiếp. Ngày xưa, ông lãnh phần binh vực cho gia đình bà Tính, nên ông là người đối lập với chúng tôi. Cho bây giờ đã 15-16 năm trôi qua, chắc mình không còn gì để mất lòng nhau nữa, phải không ông? Lâm Hành chưa rõ ý định của ông Hoàng Trọng Bình, nhưng thấy khách nói thế nên đáp. Chuyện xưa gần như đã phai mờ trong dĩ vãng. Nếu không gặp lại ông, tôi cũng không còn nhớ đến nữa. Vì những vụ ăn mạng như thế, trong lúc còn hành nghề tôi đã gặp rất thường. Cãi xong xuôi rồi, tôi còn nhớ đến nữa đâu. Hoàng Trọng Bình lặng thinh. Chàng thấy nghẹn ngào ở trong cổ họng. Phải rồi Lâm Hoành còn nhớ đến làm gì chuyện trước chứ. Những lời lẽ mà ông cãi trước tòa đã bay mất lâu rồi. Nhưng ngoan án của Trần Vũ vẫn còn đó và chẳng phải mang suốt 20 năm trời trong ngục tối. Hoàng Trọng Bình biết trách ai bây giờ? Lỗi kia có phải do Lâm Hoành gây ra chăng? Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Hoành nói. Tôi không phải đến đây để nhắc đến chuyện cũ hay để trách ông đã làm cho bạn tôi phải lãnh một oan án suốt 20 năm trời. Lâm Hoành buồn nói. Đến ngày giờ này, ông vẫn tin tưởng bạn ông vô tội sao? Bằng cỡ danh danh như vậy, tòa đã họp xử bao nhiêu lần mà ông vẫn chưa thấy rõ sự công minh ư? Hoàng trọng bình nhìn Lâm Hoành, chàng có ngờ đâu từ trước đến nay Lâm Hoành vẫn đinh ninh trần vũ có tội. Nếu vậy không hẳn là Lâm Hoành đã biết rõ mặt thật của bà tính mười có và cả sáu cột. Chàng khẽ hỏi Lâm Hoành, ông đinh ninh trần vũ giết người cướp của thật sao? Tôi đã tưởng ông biết rồi sự thật và dùng tài hung biện để buộc tội vũ giúp thân chủ thôi chứ. Lâm Hoành ngạc nhiên hỏi lại, ông nói gì tôi không hiểu. Ông hiểu làm sao được những bí ẩn trong cuộc đời của một kẻ đã bị ông buộc tội sát nhân. Ngừng lại một chút nhưng để dàn bớt cơn xúc động, Hoàng Trọng Bình tiếp. 15-16 năm rồi, Trần Vũ cũng gần mãn hàn thủ. Ông tin tôi không còn muốn bênh vực bạn tôi làm gì nữa. Nhưng sự thật là thế, Trần Vũ vô tội, chính ông đã buộc án hoan cho anh ấy. Lâm Hoành sững sờ trước những lời phân trần đau đớn của Hoàng Trọng Bình. Tất cả những hồ sơ, bằng cớ xác thật trước kia, không đủ buộc tội Trần Vũ ư? Không, những lời kêu xin của nạn nhân khi đến văn phòng ông hình như còn văng vẳng đâu đây ông không lầm lẫn được ông chắc chắn như vậy nhưng hôm nay hoàng trọng bình đến đây để làm gì để nói ra những lời thanh minh đó cho một tội đồ sắp mãn ư hoàng trọng bình nhìn lâm hoành cười nhạt nói bây giờ ông có biết rõ sự thật thì đã muộn rồi bà tôi cũng đã trải qua bao nhiêu năm dài cái đắng ở ngoài hải đảo xa xôi lâm hoành chưa tin là mình đã làm mà buộc tội trần vũ nhưng ông muốn biết dụng ý của hoàng trọng bình đến đây để làm gì ông khẽ hỏi hôm nay ông đến đây có việc chi xin ông nói thẳng ra cho tôi biết Hoàng Trọng Bình khẽ nói. Thưa ông, đúng lý ra tôi cũng không nên nhắc đến chuyện ngày xưa làm gì nữa và cũng không nên tới đây làm rộn ông. Nhưng vì hạnh phúc của Bích Vân. Lâm Vinh ngồi bên trong phòng riêng lẩm bẩm một mình. Hạnh phúc của Bích Vân. Chẳng thấy mình càng để tâm nghe rõ câu chuyện Lâm Hoành cất tiếng hỏi. À, tôi vừa hay tin lệnh ái sắp sửa làm lễ thành hôn với ông Trần Thiên, có phải không? Vâng, cũng chính vì cuộc hôn nhân đó mà hôm nay tôi đến đây. Thế nghĩa là sao thưa ông? Tôi xin thú thật với ông là đến giờ phút này Bích Vân đã gần 20 tuổi mà tôi vẫn chưa nói rõ cho cháu biết câu chuyện ngày xưa. Bích Vân vẫn định định là con ruột của tôi. Đó là tôi làm đúng theo lời hứa của anh Trần Vũ không bao giờ cho cháu biết nó là con của anh ấy. Lâm Hoành đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Tại sao Hoàng Trọng Bình đến đây để nói cho ông nghe chuyện đó? Bích Vân không phải là con ruột của Hoàng Trọng Bình mà là con của Trần Vũ. Phải rồi, ông Trần nhớ lại khi xưa trước tòa trạng sư bên trần vũ đã cho bổng một đứa bé để chứng thực là hai quỳnh có tổ chức cuộc bắt cóc ông sững sờ nhìn hoàng trọng bình nói nếu vậy em bé ngày xưa được đưa ra trước toàn là cô bích vân đó ư ừ. đến lần hoàng trọng bình tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói đó thì ra đến giờ phút này lâm hoành vẫn không rõ điều bí ẩn kia ư ừ. nếu vậy tất cả những điều dự đoán của chàng đều là sai hết nhưng đã lỡ rồi chàng biết nói sao lâm hoành bỗng tiếp à đúng rồi thế ngày xưa chuyện em bé bị bắt cóc là sự thật trời ơi hoàng trọng bình thở dài bây giờ nghe ông nói càng thêm đau lòng Ông biết được sự thật thì chuyện đã muộn rồi. Bình Vân đúng là con của anh Trần Vũ đó. Về tai biến của gia đình cháu phải bơ vơ, từ thuở bé tôi lãnh về nuôi dưỡng. Ngày nay cháu đã đỗ đạt, sắp sửa lấy chồng, tôi rất mừng. Nào ngờ, Lâm Hoành đã hiểu rõ câu chuyện trong lòng ông hết sức vân vân. Ông khẽ hỏi Bình, chuyện hôn nhân của cô Bích Vân và giáo sư Trần Thiên đã xong, ông không tỏa nguyện sao? Hoàng Trọng Minh lặng im một lúc rồi nói, tôi rất mừng là Bích Vân sẽ được về trong gia đình đó. Nhưng mới rồi có một vài trở ngại khiến tôi khổ tâm vô cùng. Ông nói thế nghĩa là gì? Không hiểu sao, tự nhiên Bích Vân biết được chuyện Trần Vũ bị đầy đi côn đảo. Tôi lo ngại câu chuyện kia sẽ đến tai nhà bác sĩ Trần thì hỏng tất cả. Tôi đã dò trong các người quen biết thì chỉ có cô ánh là thân thích với Bích Vân. Ngừng lại một phút, Hoàng Trọng Bình tiếp. Trước khi đến đây, tôi thật với ông là tôi đã ngờ ông vô tình mà... Lâm Hoành cười trần lời khách. Ông ngờ tôi phá hạnh phúc của cô Bích Vân chứ gì? Hoàng Trọng Bình lắc đầu nói. Không phải thế, tôi chỉ ngờ ông vô tình mà nói ra câu chuyện đó. Lâm Hoành đốt thuốc hút. Ông nghi ngờ như thế tôi không trách đâu. Chắc cũng chỉ có cháu ánh mới nói lại cho Bích Vân nghe chuyện đó thôi. Hoàng Trọng Minh hết sức ngạc nhiên. Nếu vậy, tôi còn nói đến câu chuyện trước cho con tôi và cháu ánh nghe. Khi chúng nhắc đến tên ông, nhưng đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Tôi hoàn toàn không rõ Bích Vân là con của ông Trần Vũ. Có lẽ anh cũng thắc mắc về chuyện đó nên nó tìm hỏi Bích Vân chứ gì. Hoàng Trọng Minh đã hiểu rõ mọi việc. Chàng hỏi Lâm Hoành, cô ánh chắc cũng không rõ Bích Vân là con nuôi của tôi hả ông? Làm sao cháu biết được? Chỉ vì vô tình tôi mới nói ra trường hợp biết ông. Nếu vậy cho đến nỗi nào, tôi chỉ mong Bích Vân không rõ được những điều bí ẩn trong đời nó. Xin ông giúp tôi. Lâm Hoành gật đầu quả quyết. Ông cứ tin ở tôi. Chiều nay tôi sẽ gọi cho anh đến, rồi dần dò kỹ lưỡng. Ông cứ tin là anh nó rất thương em Bích Vân. Chắc chắn cháu sẽ kín miệng để bạn được hạnh phúc. Hoàng Trọng Bình đứng lên từ dãn Lâm Hoành. Chăm sở nhờ ông giúp dùm để tôi chọn lời hứa với bạn. Tôi cảm ơn ông vô cùng. Lâm Hoành nắm lấy tay Hoàng Trọng Bình nói, Ông đừng nói đến hai tiếng cảm ơn. Nếu những lời ông nói hôm nay hoàn toàn là sự thật thì tôi có lỗi với ông Trần Vũ nhiều lắm. Để xem thế nào tôi cũng có dịp gặp ông và tìm hiểu thêm vấn đề này. Hoàng Trọng Bình đi rồi, Lâm Hoành trở vào nhà ngồi xuống ghế. Vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Lâm Minh từ trong buồng lặng lẽ bước ra, trong lòng hết sức hoang mang. Chẳng không ngờ cuộc đời Bích Vân lại nhiều sóng gió như vậy. Nàng là con một kẻ sát nhân cướp của ư. Tự nhiên Lâm Vinh muốn biết rõ vụ án ngày xưa, cha của Bích Vân là người thế nào mà lại can tội giết người đoạt của phải bị đầy, qua lời nói của Hoàng Trọng Bình, Lâm Vinh hiểu lờ mờ là vụ án còn nhiều ẩn khúc, nên dù đi đầy, Trần Vũ cũng không nhận tội của mình. Chàng đến bên cha khẽ hỏi. Chuyện xảy ra thế nào cha? Cô Bích Vân bản của em ánh không phải là con ruột của ông Hoàng Trọng Bình sao? Lâm Hoành quay lại nhìn con đáp. Cha cũng vừa biết rõ sự thật như thế. Thật không ngờ, việc này làm cho cha hoang mang quá. Tại ra đứa bé ngày xưa đã bị bọn hai quỳnh bắt cóc thật chứ không phải là chuyện bịa đặt. Lâm Vinh ngờ ngác hỏi cha. Thế nghĩa là sao hả cha? Con không hiểu gì hết. Con hiểu làm sao được. Lúc ấy con còn nhỏ lắm. Cha đã cố gắng binh vực gia đình nạn nhân. Nhưng ngay giờ này, biết rõ vài yếu tố khác, cha có cảm tưởng mình đã lầm. Thưa cha, Trần Vũ là ai vậy cha? Lâm Hoành rất vân vân về chuyện trước. Ông cần xác định rõ ràng sự việc để tìm lại ít tia sáng trong vụ án mạng này. Ông khẽ đáp. Theo ba được biết thì Trần Vũ là bạn rất thân của ông Hoàng Trọng Bình. Còn Bích Vân? Bích Vân là con của Trần Vũ. Khi Vũ bị tù đầy, Bích Vân được Hoàng Trọng Bình nuôi dưỡng đến ngày nay. Lâm Vinh lại hỏi. Vụ án mạng ngày xưa xảy ra như thế nào vậy cha? Còn người bị giết là ai? Lâm Hành trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: để cha lục hồ sơ xem lại mới nhớ rảnh mọi chi tiết. Cha nhớ lờ mờ nạn nhân là Hai Quỳnh, hắn bị giết trong một sòng bạc ở rồng diện. Phải rồi, người ta bắt được Trần Vũ ở trong phòng nạn nhân sau khi vụ án mạng xảy ra. Hai nhân chứng mới có sáu cột khai trước tòa đã thấy Trần Vũ lẻn vào giết Hai Quỳnh để đoạt tiền. Vì hôm ấy Quỳnh trúng me được rất nhiều tiền. Trần Vũ là người thế nào cha? một võ sĩ chuyên gác sòng bạc nhưng đã bỏ nghề trước đó nhiều năm ở giờ xen đầm rạch giá trần vũ nhìn nhận tội trạng nhưng khi lên phòng dự thẩm anh ta phản cung vụ án phải đình lại mấy lần vì trạng sư bên trần vũ đã đưa ra nhiều ẩn khúc hệ trọng lâm Vinh chú ý điểm đó và hỏi cha lúc nãy con nghe cha nói đến chuyện đứa bé bị bắt cóc việc đó có liên quan gì đến vụ án mạng không nếu sự thật thì liên quan nhiều lắm trạng sư của bị cáo qua mấy lần xin tòa đình lại đã đưa một đứa bé chưa nói rành và là con trần vũ và trước nhiều bằng cớ đảo ngược lại vụ án Họ cho rằng đứa bé đó đã bị hai Quỳnh và các nhân chứng mười có sáu cột bắt cóc. Chính Trần Vũ nóng lòng tìm con nên đi gặp hai Quỳnh. Hai bên xô sát và chính hai Quỳnh rút dao đâm Trần Vũ. Vũ đánh rơi con dao và hai Quỳnh đã té nhằm ngay lưỡi dao mà chết. Ngừng lại một phút đâm hoành tiếp, tòa không tin lời khai đó. Vụ án phải đình lại chờ dự thẩm điều tra bổ túc. Cuối cùng bên bị cáo không xác nhận được sự thật. Trần Vũ bị kêu án 20 năm trời. Chính trà đã dùng nhiều luận điệu để bác bỏ những điểm vô lý trong hồ sơ của bị cáo lâm Vinh nhìn cha không nói gì hết chàng vừa trải qua nhiều phút đột ngột đứa bé ngày xưa bị bắt cóc và phải ra tòa đúng là bích vân rồi chứ không phải ai khác chàng đã học luật và hiểu rằng những kẻ sát nhân bao giờ cũng có đầy đủ lý lẽ để chạy án cho mình nhưng trong vụ án trần vũ thật ra còn nhiều điểm rắc rối chàng muốn tìm hiểu thêm vụ án đó phần lớn là vì nghĩ đến bích vân hơn là vì trí tò mò lâm hoành bỗng nói chuyện kia cha hầu như đã quên trong ký ức Hôm nay Hoàng Trọng Bình đến đây nhờ cha giữ kín dùm để hạnh phúc của cô Bích Vân được toàn vẹn. Tuy không nói ra, nhưng cha rất mến ông Bình. Ở đời nhìn kỹ cũng chưa có ai ở với bạn được như ông ấy. Dù sao, cha cũng giúp ông ta. Lần nữa con sang gọi em ánh qua cho cha biểu. Cha chắc nó tò mò, hỏi Bích Vân chuyện đó. Lâm Minh mỉm cười nhìn cha nói. Cô ấy chứ không ai khác đâu cha. Người đâu mà thật là nhạy miệng à. Ánh từ bên nhà qua, qua thăm Lâm Hoành. Vừa vào cửa đã nghe Lâm Vinh nói thế liền hỏi ngay anh nói ai nhảy miệng lâm Hoành và lâm vinh nghe tiếng ánh cùng quay lại rồi nhìn nhau cười ánh lại càng không hiểu gì hết nàng nhìn dượng lại nhìn anh lâm vinh nói em thiệt là linh vừa mới nhắc đến thì lại hiện ra lâm hoành bảo vinh nó mới nói đến cháu đó anh nói em nhảy miệng hả em làm gì mà anh nói như thế vinh chưa kịp đáp thì ánh mím môi điểm mặt chàng nói à được rồi em sẽ nhảy miệng cho anh coi người ta đã giấu dùm cho mà còn nói xấu lâm vinh toan trận lời nàng thì ánh đã nói tuôn ra Thưa dựa con người như vậy mà đang tương tư đó. Lâm Vinh kêu lên. Ánh. Ánh định phá anh chơi. Cho nàng đâu nỡ nói hết sự thật cho buồn lòng Vinh. Nàng ngưng lại mỉm cười nói. Đó, ai nhảy miệng. Người ta mới nói có ba tiếng mà đã hết hôn. Lâm Vinh lắc đầu. Thôi, tôi chịu thua cô. Lúc nào cô cũng muốn bắt nạt tôi. Lâm Hoài nhìn ánh mỉm cười. Trong lòng ông cũng thấy vui lây trước sự hồn nhiên tươi trẻ của cháu. Vinh ngó cha nhưng ngầm bảo ông ấy hãy nói cho anh biết rõ câu chuyện. Ánh cho tới vẻ mặt hai người nên lặng thinh nàng đoán chừng có chuyện quan trọng mới xảy ra lâm hoành bảo ánh cháu ngồi xuống đi dường có câu chuyện muốn nói ánh ngồi xuống ghế ngước mắt nhìn ông rồi ngó sang vinh lâm hoành từ từ cất tiếng lúc này cháu có thường đến chơi với bích vân không thưa dường ít khi lắm năm ba bữa cháu mới đến chơi một lần vừa rồi có phải cháu đã hỏi bích vân về vụ án mà dượng nói cho cháu biết đó không anh ngấp úng đáp dạ mà cháu có nói không dạ có nhưng do sự tình cờ cháu không cố ý Lúc này, chị ấy nghi ngờ bác Hoàng Trọng Bình có giống một chuyện bí ẩn trong gia đình, nghe đâu hai bác còn bị họ tống tiền nữa thì phải. Lâm Hoành và Lâm Minh sừng sốt kêu lên một lượt. Tống tiền? Ai tống tiền? Dạ không biết, cháu chỉ nghe Bích Vân nói thế thôi. Lâm Vinh hỏi, rồi em lại nói cho Bích Vân nghe vụ ăn ngày trước chứ gì? Anh nhìn anh gật đầu, lo lắng. Trong khi ấy, Lâm Hoành lặng yên suy nghĩ, ông có ngờ Hoàng Trọng Bình còn bị tống tiền nữa. Lúc nãy Bình có nói cho ông nghe chuyện đó đâu, mà ai đã đến tống tiền Hoàng Trọng Bình? Đột nhiên Lâm Hoành nghĩ đến bọn mười có và sáu cột cùng bà Tính. Bà Tính thì như đã chết lâu rồi. Anh bỗng hỏi Lâm Vinh. Có chuyện gì về anh? Em có làm điều gì hại không? Lâm Vinh nhìn cha. Lâm Hoành khẽ nói. Không có gì hại đâu cháu à. Đó chỉ là chuyện riêng của gia đình Bích Vân. Hoàng Trọng Bình vừa mới đến đây. Bác ấy đến đây làm gì? Lâm Hoành kể hết mọi việc rồi nói tiếp. Hoàng Trọng Bình chỉ muốn Bích Vân được hạnh phúc. Nên định không cho cố hiểu rõ những bí ẩn trong đời mình để hạnh phúc của nàng khỏi bị sứt mẻ. Dù muốn cháu đừng nên nhắc nhở đến vụ án ngày xưa, khiến Bích Vân phải lo nghĩ vẩn vơ. Ánh là người trước câu chuyện lạ lùng đó. Chính nàng cũng không ngờ cuộc đời của bạn có nhiều bí ẩn như thế. Nhưng ánh không đồng ý với Hoàng Trọng Bình và Lâm Hoành về việc giấu giếm chuyện cũ để cho Bích Vân được hạnh phúc. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Bích Vân không hiểu. Bây giờ... Nhưng mà thế nào một ngày kia, nàng cũng hiểu. Hơn nữa, Bích Vân đã bắt đầu nghi ngờ thì làm sao mà giấu được nàng tuy vậy ánh không muốn nói rõ ý mình nàng bảo lâm hoành nếu câu chuyện kia có hại cho bích vân thì đời nào cháu nói ra nhưng cháu không hiểu sao bác bình lại muốn giấu chỉ cứ nói ra cho bích vân hiểu rõ sự thật có phải hay hơn không lâm vinh nhìn em biểu đồng tình lúc nãy chàng cũng nghĩ như ánh nhưng chưa tiện nói ra theo ý chàng hoàng trọng bình muốn giấu chuyện trước để cho gia đình trần thiên vẫn tưởng bích vân là con ruột của mình vì nếu họ biết bích vân có một người cha mang tội sát nhân thì chưa hẳn họ muốn cưới nàng nhưng liệu có giấu mãi được chăng? Một ngày kia khi Bích Vân trở về với Trần Thiên rồi, gia đình bên chồng hiểu rõ câu chuyện nàng sẽ khổ sở đến bực nào. Lâm Hoành nói với ánh. Chuyện của gia đình người ta, mình đâu có rõ được. Thà không biết thì thôi, chờ ông Bình đã đến đây yêu cầu dượng, mà mình cũng dáng giữ kiên đáo cho ông ấy. Và lại giờ có cảm tưởng như mình còn mang một món nợ rất lớn đối với gia đình đó. Ánh đáp. Cháu xin nghe lời dượng. Thật ra cháu thấy bác Bình giấu diếm như vậy, không có lợi cháu biết bích vân từ nhỏ đến lớn nên hiểu tính tình của bạn hơn nay hết vẫn đã ngờ việc gì thì sớm muộn cũng phải tìm cho ra nhẽ ngừng lại một phút nàng tiếp cháu cũng vậy đó nếu chẳng may cháu không phải là con ruột của cha mẹ cháu thì trong lòng chỉ mong được biết sớm chừng nào hay trường ấy chớ đừng giấu giếm như vậy chắc là cháu oán trách lắm lâm vinh cũng nói với cha anh nó nói phải đó cha à con không hiểu ông bình nghĩ sao mà giấu bích vân chuyện hệ trọng đó lâm hoành nặng thinh ông có cảm tưởng mỗi thế hệ đều có một quan niệm riêng về cuộc đời Ánh về đến nhà thì thấy Bích Vân đang ngồi đợi mình ở trong phòng khách. Vân gặp bạn lộ về vui mừng. Em tưởng chị không về chứ, em đợi có cả tiếng đồng hồ rồi. Ánh ngồi xuống bên bạn hỏi. Có chuyện gì vậy Bích Vân? Em muốn nhờ chị một việc. Bà lên từ nhà sau đi ra thấy ánh về nói ngay. Cô Vân đợi con từ hồi nãy tới giờ, đi lâu dữ vậy. Ánh cười nhìn mẹ. Con qua thăm dự, ông ở Đà Lạt mới về đó má. Rồi nàng xin phép mẹ đưa Bích Vân qua phòng riêng. Nàng không đi thay áo mà hỏi Bích Vân ngay. Vân để nhờ ánh việc gì đó, Bích Vân Lục trong bóp lấy ra một bức thơ, vội vàng nói, Chà, vô tình mà em khám phá ra việc này. Hôm qua cha mẹ em đi vắng, có người ở Bạc Liêu đem thơ cho cha. Em bảo đưa em, chú ấy trần chờ mãi. Một lúc mới chịu đưa và căn dặn em là phải đưa tận tay cha. Em nghi ngờ quá, nên khi chú ấy về rồi, em mở thơ ra xem, thấy ở côn đảo gửi về. Ánh sừng sốt kêu lên, thơ ở côn đảo à, mà của ai vậy Bích Vân? Của một người tên là Trần Vũ. Ánh nhìn Bích Vân trong lòng lo ngại, thế là việc phòng hờ của hoàng trọng bình và dượng ba nàng đều vô ích nhất định bích vân sẽ tự tìm ra những bí ẩn trong đời mình nàng khẽ hỏi trong thơ nói gì vậy bích vân bích vân đưa thơ cho ánh nói chị đọc xem ánh mở thơ ra đọc bức thơ viết bằng bút chì không khó đọc cho lắm côn đảo ngày tháng anh chị bình đã lâu không nhận được thơ của anh chị tôi lo lắng vô cùng không biết câu chuyện ở nhà đã yên xuôi chưa phần mấy tháng nay tôi bị phạt không được gửi thơ chính thức về nhà tôi khổ lắm May mắn có một người bạn vừa mãn hạn tù nên tôi gửi thơ này về cho anh chị. Câu chuyện hôn nhân của cháu Bích Vân đã đến đâu rồi? Có gặp gì trở ngại không? Tôi hàng đêm vẫn lo nghĩ đến việc đó. Mong anh chị gửi thơ ngay cho tôi để biết tin nhà. Tôi rất nóng lòng. Đã nạp phiền anh chị quá nhiều rồi. Thật tôi cũng không còn lời lẽ gì để cảm ơn anh chị nữa. Chỉ biết ghi lòng tạc giả ân đức của hai người. Một người xấu số Trần Vũ. Tài bút, xin anh chị cho tôi gửi lời hỏi thăm dì ba và chú Tám Trống. Cầu mong hai người được bình yên. Ánh ngừng đọc, nàng đã hiểu rõ những bí ẩn trong đời Bích Vân nên càng thích tội nghiệp bạn nhiều hơn. Bích Vân khẽ hỏi, chỉ đoán xem người trong thơ này bà con với em như thế nào? Ánh khó nghĩ vô cùng, nàng đã hứa với Lâm Hoành là phải giữ kín chuyện kia. Tuy vậy dù không nói hết sự thật cho bạn biết, ánh vẫn mong bạn tìm ra những bí ẩn trong đời mình. Bích Vân lại hỏi lại, ánh chỉ có đoán được ông Trần Vũ này là ai không? Ánh ngắc đầu nói, thật có thể biết là ai nhưng xem chừng thân mật với hai bác ở nhà lắm chuyện đó đâu có lại bằng việc ông ấy lo ngại về cuộc hôn nhân của em chị nghe đây câu chuyện hôn nhân của cháu bích vân đã đến đâu rồi có gặp gì trở ngại không tôi hàng đêm lo nghĩ đến việc đó người này là ai ánh bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt của bích vân nói tại sao vân không hỏi ngay hai bác sao lại không em đã hỏi rồi nhưng ông bà nhất định không nói ra bích vân có đưa bức thư này cho hai bác xem không chưa chị à em định sang đây cho hỏi chị rồi sẽ liệu nhưng em không muốn hỏi thằng cha mẹ em nữa Hai ông bà cố tình giấu em thật mà chị. Em đã nói hết lời, nhưng cha mẹ cứ khỏa lấp câu chuyện. Hình như hai người đều không muốn cho em hiểu sự thật. Ánh khẽ hỏi. Bây giờ Bích Vân định sao? Bích Vân đáp. Em định nhờ chị giúp em khám phá chuyện này. Anh biết gì mà giúp Bích Vân? Trong thư ông Trần Vũ, chỗ tái bút. Ông ấy gửi lời hỏi thăm gì ba và chú Tam Trống. Hai người đều ở đạch giá và quen rất thân với gia đình em. Em định xuống đạch giá. Xuống đạch giá làm sao hai bác cho phép Bích Vân đi một mình được? vân đáp bởi vậy, vậy em mới nhờ đến chị lễ sắp đến em mong chị tiếp tay với em anh biết giúp vân như thế nào em đã nghĩ kỹ hết rồi vào dịp lễ parkê này chị kiếm cớ đi chơi xa đâu đó đi cấp chẳng hạn chị đến nhà rủ em đi với thế nào cha mẹ cũng cho em đi chừng đó chị đưa em thẳng xuống đạch giá để tìm gặp bà bà ba ấy em có bức thư này làm bằng chắc bà không nỡ giấu em ánh lặng thinh suy nghĩ nàng giúp ích vân đi đạch giá thế nào vân cũng hiểu hết sự thật như vậy ông lâm hoành có thể trách nàng không nàng đâu có thổ lộ cho Bích Vân biết mà trách. Từ Bích Vân bắt gặp bức thư kia mà. Nếu nàng không đưa Vân đi thì Vân cũng có cách xuống đạch giá vậy. Anh ngước mắt nhìn bạn với vẻ thương yêu trìu mến, nàng nói. Bích Vân muốn anh giúp tên nào cũng được, chỉ xin Bích Vân thận trọng dùm, đừng để hai bác biết là anh đưa đi nhé. Bích Vân vui mừng nói. Em biết thế nào chị cũng giúp em mà, thôi em về đây, chị nhớ nha, còn mấy hôm nữa là lễ rồi đấy. Anh hứa thì giữ lời, Bích Vân đừng lo. Buổi tối anh đang ngồi học thì Lâm Vinh sang, Bà Liên hỏi thăm Lâm Vinh về kỳ thi sắp tới. Rồi bà lên đầu để hai anh em anh nói chuyện với nhau. Ánh hỏi Lâm Vinh. Còn hai hôm nữa thi, anh không ở nhà học sao? Kể ra anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nhưng chưa biết có hy vọng gì nhiều không? Ánh cười nói. Em nghe người ta nói anh giỏi lắm mà, còn sợ rớt sao? Họ nói là một chuyện, còn anh sợ, này là một chuyện khác. Hai anh em cùng im lặng, một lúc Vinh nói. Không hiểu sao, từ chưa đến giờ anh cứ nghĩ mãi đến câu chuyện riêng của Bích Vân, em đã nghĩ rất đúng. Tại sao lại giấu Bích Vân một điều hệ trọng như thế? Ánh nhìn Lâm Vinh không đáp. Nàng biết anh vẫn còn yêu Bích Vân nhiều lắm. Nàng thấy tội nghiệp Vinh. Lâm Vinh bỗng nói: Em nghĩ thế nào về chuyện Bích Vân? Ông Hoàng Trọng Bình làm thế có đúng không? Liệu có giấu Bích Vân mãi được chăng? Ánh nhìn anh đáp: Chắc là không giấu được rồi. Bích Vân mới đến đây. Bích Vân đến làm gì? Ánh thuật lại chuyện Vân mất gặp bức thư của Trần Vũ cho anh nghe rồi tiếp. Vân nhờ em kiếm cách đưa nàng xuống rạch giá để hỏi bà ba. Lâm Vinh hỏi, em có định đưa nàng đi chăng? Em chưa biết liệu như thế nào, sợ đi như thế, dựng sẽ hiểu lầm là em đã nói hết sự thật cho Vân biết. Lâm Vinh thẳng yên suy nghĩ, rồi nói. Câu chuyện này thật là khó cho mình quá. Dù thấy rõ ông Hoàng chồng mình giấu giếm Bích Vân như vậy sẽ có hại cho ông về sau này, nhưng mình lấy danh nghĩa gì để bàn vô? Em cũng biết là anh rất mến Bích Vân và chỉ mong mỏi nàng được hạnh phúc thôi một ngày nào đó nếu vì câu chuyện này mà vân phải chịu khổ sở chắc là anh đau đớn lắm anh hiểu lòng anh nên nói em cũng nghĩ như thế nhưng đã hứa với dượng em biết làm sao hồi trưa lúc em về rồi anh mới hỏi dượng tỉ mỉ về vụ án mạng ở dòng giềng dừng lục trong tủ ra lấy một chồng hồ sơ về vụ án ông trần vũ cho anh xem có nhiều chi tiết làm cho anh nghi ngại lắm còn nhiều bí ẩn trong câu chuyện này trong tài liệu mà anh còn giữ lại có nói đến một thiếu phụ tên là liên hương mà bên bị cáo cho rằng vì người đó mới xảy ra vụ án mạng còn nhiều chi tiết lạ lùng lắm em mà. Anh hỏi, một vụ án mạng vì tình trắng. Lâm Vinh lắc đầu, câu chuyện dài dòng lắm. Anh cũng chưa nắm hết vấn đề, nhưng có một chi tiết làm cho anh phân vân. Chi tiết nào? Theo hồ sơ, bên bị cáo là ông Trần Vũ, khai chắc chắn hai quỳnh người bị giết chết và hai đồng lõa mười có sáu cột đã bắt cóc con ông là Bích Vân. Cô Bích Vân lại chính là con ông Trần Vũ và bà Liên Hương, bà này lại là em ruột của ông Hai Quỳnh. Ánh kêu lên, trời ơi sao mà rắc rối dữ vậy, em không hiểu một chút gì hết à? Lâm Vinh tiếp, thêm câu chuyện này, Em lại càng không hiểu nữa. Bà Liên Hưng đó đã có lúc là vợ bé của ông Hoàng Trọng Bình, hiện tại là cha của cô Bích Vân. Ánh trố mắt nhìn anh. Ờ, thế là nghĩ lý gì? Lâm Minh mỉm cười nói. Đó là những người có liên quan đến vụ án mạng ở rồng giềng mấy mấy năm trước. Một chuyện hoàn toàn thật mà nhiều người trong cuộc còn sống đến ngày nay. Ánh khẽ hỏi. Bà Liên Hưng bây giờ ở đâu? Theo bà anh thì ông chưa gặp người đàn bà đó lần nào, chỉ nghe lời tố giác của luật sư bên bị cáo thôi. Có thể là một nhân vật tưởng tượng không? Lâm Minh khẽ đáp. Bà anh nói ngày xưa ông tưởng là chuyện bị đặt luôn cả vũ bích vân bị bắt cóc nữa ông đã cho rằng bên bị cáo dựng những chứng gian ngày nay hiểu rõ một phần câu chuyện ông tin liên hương là một người có thật ánh nặng thinh suy nghĩ nàng chắc chắn trong giờ phút này bích vân cũng chưa rõ được mình còn có người mẹ tên liên hương ánh khẽ thở dài nàng không thể hiểu được từ bao lâu nay liên hương ở đâu và đã làm gì ông trần vũ cha ruột bích vân vì mang thân tù tội nên đành phải xa con cho còn liên hương vì sao bà không đến thăm bích vân Lâm mình bỗng nói theo ý anh sớm muộn gì bích vân cũng tìm hiểu ra sự thật vì nàng đã nhận được bức thư của trần vũ chưa rõ nàng sẽ buồn khổ đến mức nào nhưng em là bạn thân của bích vân em phải phòng ngừa trước những chuyện có thể xảy ra mà lo an nhủi nàng ánh hỏi lại anh bảo em phải làm gì bây giờ cho bích vân biết rõ sự thật ư ừ. như vậy là em nói dối dượng không em không cần phải nói rõ sự thật cho bích vân biết tự nàng sẽ tìm ra tất cả chỉ cần là khi nàng hiểu rõ câu chuyện em liệu cách giúp đỡ nàng ánh nhìn anh nói Lâu nay em chưa nói hết sự thật với anh, em đã hứa đưa Bích Vân đi rạch giá nhân dịp lễ này. Lâm Vinh cười nói, em tưởng anh không biết ư, anh làm sao mà biết được. Nhìn đôi mắt em, anh cũng đoán ra hết sự thật, và lại nếu anh ở vào địa vị của em, anh cũng làm thế. Ánh nhìn anh mỉm cười, một lúc nàng nói, em không hiểu cuộc hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên rồi sẽ đi đến đâu. Nếu gia đình bác sĩ Trần biết rõ Bích Vân là con của một người bị đầy đi côn đảo, em sợ họ sẽ không tính tới lâm vinh ngẩng lên hỏi em làm sao gia đình trần thiên biết được câu chuyện này mà em phải ngại anh chưa rõ tính bích vân quên lạ lùng lắm nếu biết rõ những bí ẩn trong này mình bích vân không bao giờ chịu giống giếm gia đình bên chồng đâu em biết mà bích vân không thích những chuyện khuất lấp lâm vinh lặng thinh rồi nói chuyện đó theo anh nghĩ cũng tùy ông trần thiên ông là người tri thức được hấp thụ những tư tưởng mới không lý là hẹp hòi như vậy ánh nhìn đôi mắt của anh và nàng thấy vinh biểu lộ chân thành trong lời nói đó chứ không có một ẩn ý gì khác nàng thầm cảm phục tấm lòng cao quý của anh đối với Bích Vân. Tự nhiên nàng nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ phải nói rõ nỗi lòng thầm kín của anh cho bạn biết. Anh biết là Vinh sẽ giận mình, nhưng nàng không thể để anh khổ sở âm thầm như vậy được mãi. Chiếc xe bờ dầu của anh vượt đường trường đến rạch giá vào khoảng một giờ trưa. Bích Vân chỉ đường cho anh vào sâu trong xóm lưới rồi ngừng trước cửa nhà dì ba. Bích Vân xuống xe, bảo anh. Chị vô đây, Bà ba rất thương em, hồi ông ba chết đến giờ bà ít đi đâu lắm. Dì ba đang ngồi vá lưới dưới gốc cây vú sữa, chợt thấy xe ngừng trước nhà thì đưa mắt nhìn ra. Chừng gì thấy Bích Vân và một cô nữa xuống xe thì vui mừng chạy ra. Kìa cháu, cháu xuống hồi nào? Bích Vân chạy vào nắm lấy tay dì ba nói, con mới xuống bà à, lễ con đưa bạn con xuống chơi. Rồi nàng quay lại chị Ánh giới thiệu. Thưa bà, chị Ánh là bạn của con đó. Ánh chấp tay xá dì ba, vợ ngỡ nhìn vào trong. Dì ba hỏi Bích Vân, Bà má con sao không xuống chơi? Bích Vân đáp. Thưa bà, cha mẹ con bận nhiều việc, không xuống được. Tôi cũng định đi Sài Gòn thăm cậu mợ bình, luôn tiện cũng có chút việc. Bích Vân nhìn quanh quẩn trong vườn. Bảo dì ba, ở đây yên tĩnh có bà ha? Dì ba đáp. Biển nặng chớ nếu có sóng to thì ở mầm tối ngày à. Ánh quay nhìn ra biển. Trời không gió, mặt biển phẳng lì, lấp lánh giữa ánh mặt trời. Mọi người đều vào cả trong nhà, Ánh bỗng để ý đến hai cái bàn thờ để giữ nhà. Bên trái có hình người đàn ông, bên phải thờ một bà lão. Bích Vân chỉ hai bên bàn thờ, bảo Ánh. Bà thờ ông ba đó, còn bên kia thờ bà gì hai? Ánh để ý thấy bà ba nhìn lên bàn thờ rồi nhìn Bích Vân chớp chớp mí mắt. Một lúc Ánh xin phép ra bờ biển vì nàng muốn để Bích Vân nói chuyện riêng với bà ba. Dì ba thấy Bích Vân luẩn quẩn bên mình thì có linh cảm nàng muốn nói với mình một chuyện gì đó. Bà khẽ hỏi, cháu không ra bờ biển chơi với cô Ánh sao? Dạ không, cháu muốn hỏi bà một chuyện riêng. Chuyện gì đó, Bích Vân. Bích Vân ngập ngừng nói. Cháu mong bà thương cháu, mà nói hết sự thật, cứ sống mãi trong sự thắc mắc nghi ngờ cháu không còn chịu được nữa. Dì ba lo ngại nhìn Bích Vân. Chuyện quan trọng đến thế kìa. Bích Vân không vội đưa bức thư của Trần Vũ cho dì ba xem mà chỉ nói. Bà thuật rõ cho cháu nghe vụ án mà ngày xưa ở Đồng Riêng đi. Dì ba lo lắng nhìn Bích Vân. Con bé đã tìm biết sự thật rồi ư. Ừ. Nhưng dì cố giữ sự điềm tĩnh hỏi lại vụ án mạng nào bích vân nắm lấy tay dì ba bà ơi bà đừng giấu cháu cháu thắc mắc khổ sở nhiều rồi bà nói hết ra đi cha mẹ cháu cố ý giấu câu chuyện trước kia nhưng cháu vừa nhận được bức thư từ cô nào gửi về cháu đã hiểu phần nào sự thật dì ba nghe bích vân nói đến đó nó thì choáng váng cả mặt mày bích vân nhận được thư của trần vũ thì đã rõ hết rồi còn giấu diếm làm gì nữa dì hỏi bích vân cháu đã rõ hết rồi sao mẹ cha cháu đã hay chưa bích vân thật tình đáp dạ chưa cháu muốn được nghe bà kể rõ câu chuyện nên mới tìm cách xuống đây dì ba trầm ngâm suy nghĩ ở hoàn cảnh của dì thật khó liệu có nên nói hết cho bích vân nghe không bích vân đã đến tuổi trưởng thành có nói ra chắc cũng không hại gì cho lắm dì không ngờ là bích vân đã đính hôn với trần thiên và hoàng trọng bình chưa muốn nàng hiểu rõ những chuyện bí ẩn trước bà khẽ nói theo bà nghĩ bích vân nên hỏi cậu mợ bình sẽ biết rõ ràng hơn bà già rồi lầm cầm nên không chắc nhớ hết câu chuyện bích vân cúi đầu như muốn khóc cháu không ngờ là ai cũng muốn giấu cháu hết à dì ba nhìn bích vân rồi hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa cũng chính trong gian nhà này đã xảy ra muôn điều cay đắng những người đã ở đây bây giờ xa vắng quá bà năm ông ba liêm đã chết còn trần vũ ở tận ngoài xa đã mười mấy năm qua, từ khi Trần Vũ bị đẩy đi côn đảo thì Hoàng Trọng Bình giao lại gian nhà này cho vợ chồng gì để lo liệu việc cúng kiến bà năm. Hai vợ chồng đã sửa sang gian nhà, thay đổi bao nhiêu lượt, nhưng vẫn giữ thềm nhà cũ và bàn thờ của bà mẹ Trần Vũ. Bây giờ Bích vẫn đã trở về gian nhà cũ, nơi mà nàng đã sống qua những ngày thơ dại. Dì ba càng nghĩ càng buồn. Một lúc dì bà Bích Vân. Thôi, cháu đừng buồn nữa, để bà nói hết cho nghe. Cậu mà Bình cũng không muốn giấu cháu đâu, nhưng có lẽ sợ cháu buồn phiền nên chưa nói ra thôi. Này cháu đã hiểu phần nào thì có giấu thêm cũng chẳng ích gì. Bích vẫn ngồi sát bà mình dì ba nói nhỏ. Bà an tâm, cháu đã khôn lớn rồi, cháu sẽ không buồn đâu bà, dù câu chuyện ngày xưa có như thế nào đi chăng nữa. Dì ba lặng thinh, nhớ tới dĩ vãng, những hình ảnh thân yêu cũ hiện đến với bà. Vào thời đó, cũng là buổi đầu tiên bà quen với ông Ba Liêm để bắt đầu mối tình chắp nối. Dì nhìn về phía bàn thờ ông Ba Liêm rồi chỉ tay sang bàn thờ bên kia, hỏi Bích Vân. Cháu biết bàn thờ của ai đó không? Bích Vân ngạc nhiên nhìn bà. Bà đã bảo cháu là bàn thờ của dì hai mà. Không phải đâu. Trước kia dì không muốn cháu biết chuyện cũ nên phải nói dối đó thôi. Chờ bàn thờ đó... Bà ngập ngừng nói tiếp. Là của bà nội cháu. Bích Vân sừng sốt kêu lên. Bàn thờ của bà nội cháu? Sao lạ vậy? Bà nội cháu còn sống mà. Dì ba ái ngại nói. Bích Vân, hãy bình tĩnh, bà nói hết cho cháu nghe. Người thờ trên bàn kia mới chính là bà nội ruột của cháu. Bà đã nuôi nấng cháu từ thuở ấu thơ. Còn bà nội ở bạc Liêu, cháu không phải là con ruột của cậu mợ bình. Bà đó chỉ là bà nội nuôi. Bích Vân kêu lên, trời, có thể như thế được sao? Đôi môi nàng mất máy như muốn hỏi gì ba hàng chục câu một lúc. Nàng bằng hoàng trước một câu chuyện vô cùng hệ trọng. Qua phút đột ngột, Bích Vân hỏi gì ba? thưa bà cháu không phải là con ruột của ba mẹ bây giờ sao không phải đâu cháu cậu mờ bình mới nhận nuôi dưỡng cháu từ khi gia đình cháu gặp tai biến rồi bà đứng lên chỉ quanh nhà đây này gian nhà này là của bà nội cháu nơi mà cháu đã sống qua những ngày thơ ấu Bình Vân sững sờ nhìn khắp gian nhà nàng bằng hoàng như người đang trong cơn mộng dì ba tiếp lời nơi đây cháu đã được bà nội cháu nuôi dưỡng thay cho mẹ còn cha cháu thấy dì ba ngừng lại bích vân hỏi ngay bà ấy, còn cha ruột của cháu là ai? Bà nói ngay ra đi, cháu thật không ngờ bấy lâu nay cháu nào biết gì đâu. Dì ba ngập ngừng nói, cha của cháu, cháu nhận được thơ từ côn đảo gửi về, cháu không biết của ai sao? Người gửi thơ về là cha ruột của cháu đó. Bích Vân đang cầm bức thư định đưa cho dì ba xem, nghe nói đến đó liền bỏ rơi xuống đất, nàng kêu lên, cha, cha ruột của cháu, ông Trần Vũ. Nàng là người đi trong mấy phút, một lúc nàng khẽ hỏi dì ba, bà ơi, cháu đã làm nên tội gì? Dì ba thấy vẻ mặt đau khổ của nàng thì không cầm được nước mắt. Bà ôm đầu Bích Vân vào sát ngực, cố an nổi nàng. Cháu đừng quá bi thảm. Những chuyện đau buồn xưa kia đã qua lâu rồi. 15-16 mười năm, mười năm nay còn ai buồn nhắc đến nữa? Bích Vân gượng hỏi. Bà ơi, mẹ ruột của cháu là ai? Hiện giờ mẹ cháu ở đâu? Sao mẹ cháu không ở với cháu? Dì ba lầm bẩm: Mẹ, mẹ cháu... Dì lúng túng không biết phải nói như thế nào cho khỏi buồn lòng Bích Vân. theo nữ lo ngại hỏi tiếp, mẹ cháu còn sống hay đã chết rồi? Bà nói đi bà, con không buồn đâu. Dì ba đáp, mẹ cháu vẫn còn sống, nhưng mà cháu hãy xem như đã chết. Sao vậy bà? Mẹ cháu vẫn còn sống nhưng mà cháu hãy xem như đã chết đi. Sao vậy bà? Vì người đàn bà đó đã bỏ rơi cháu từ khi mới lọt lòng và cũng chính vì người đó mà cha cháu phải trừ án oan 20 năm đầy đi côn đảo. Bích Vân chết lặng, không nói được một lời cha của nàng bị tù đầy vì tội sát nhân mẹ nàng lại là một người đàn bà không ra gì từ bấy lâu nàng sống một cách mô quáng không biết rõ thân phận mình bây giờ dù chưa biết được cha có tội hay không và mẹ đã có những hành động gì bích vân cũng cảm thấy đời mình bắt đầu những ngày đen tối ánh đã vào trong nhà từ lúc dì ba hỏi đến tên trần vũ nàng nhớ lời vinh em là bạn thân của bích vân phải phòng ngừa trước những chuyện có thể xảy đến mà lo an ủi nàng vì bích vân khi hiểu rõ câu chuyện chắc là buồn khổ lắm bởi thế ánh không đi đâu xa nàng chờ lúc dì ba nói rõ câu chuyện cho bích vân nghe là bước vào dì ba vừa nhìn thấy ánh đứng ở cửa thì ngừng nói hỏi to lên kìa cô cô đi chơi về đó ư bích vân quay lại thấy ánh không trầm tĩnh được nữa hòa lên khóc chị ánh em thật không ngờ ánh bước đến bên bích vân rơm rớm nước mắt dì ba lo sợ ánh biết chuyện riêng của gia đình bích vân nên bồn chồn lo lắng bích vân bỗng quay lại bảo dì ba bà chị ánh là người thân nhất đời con không có chuyện gì mà chúng con không nói cho nhau nghe di ba đầm bẩm vậy sao bích vân bảo ánh chị ơi em có phải là con ruột của cha mẹ em đâu từ bao lâu nay em đã hiểu lầm cha em là người bị đẩy đi côn đảo còn mẹ em chưa rõ ở phương nào kia là bàn thờ của bà nội em bích vân quá đau đớn nói không hết lời ánh ánh giữ nàng lại nói anh đã biết rõ câu chuyện lâu rồi bích vân đừng nói nữa bích vân ngạc nhiên nhìn bạn chị biết đã lâu phải anh biết chuyện từ hôm bích vân đến nhà rủ anh xuống đây sao chị không cho em biết chị cũng định giấu em như bao nhiêu người khác ư ừ? không phải vậy đâu anh đâu muốn giấu bích vân nhưng vì lời hứa của dượng ba với bác hoàng trọng bình mà anh không thể nói được bác bình đến nhà yêu cầu dượng ba bảo ánh đừng nói cho vân biết sự thật câu chuyện này bác bình thương bích vân sợ vân phải buồn khổ trước khi về nhà chồng dì ba kinh ngạc khi nghe những tiếng sau cùng dì hỏi bích vân sắp có chồng bích vân gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống ánh đáp lời dì ba thưa bà phải nếu im xuôi cuối năm nay hôn lễ sẽ cử hành rồi nàng ngồi xuống bên bích vân ôm lấy vai bạn vân đừng buồn phiền nữa khổ lắm bích vân gỡ tay anh nói em không ngờ chị lại lỡ giấu em anh vỗ về bạn bích vân không hiểu được lòng ánh sao ánh và anh lâm binh nữa để muốn nói sự thật cho bích vân biết nhưng dựng lâm hoành đã hứa với bắc bình nhất là lời hứa giữ người lớn với nhau ánh đâu dám chen vào ngừng lại một phút đời bạn bớt giận ánh tiếp Tuy vậy, lúc nào anh cũng mong Bích Vân hiểu rõ sự thật là tốt hơn cả. Vân không thấy sao? Chính mình đã đưa Vân xuống đây để gặp bà ba mà. Bích Vân gục đầu vào vai bạn nức nở. Em biết rồi, em hiểu lòng chị rất thương em. Chị tha lỗi cho em nhé. Em quá khổ, nên buông ra những lời nông nổi, làm cho chị phải buồn. Ánh cười. Có gì Bích Vân phải nói như vậy? Mình mong Bích Vân dáng bình tĩnh trước sự thật bất ngờ. Em xin nghe lời chị, em chỉ buồn là ai cũng muốn giấu em, dù sao cũng phải cho em biết em là con của ai chứ hay sợ em khinh khi cho em là kẻ rất nhân cướp của giết người bích vân nhìn lên đôi mắt đầy lệ dì ba không muốn bích vân hiểu lầm về trần vũ dì thấy buồn lòng khi nghe bích vân thốt ra những lời đó nên lắc đầu bích vân ai thì bà không biết chất cha ruột của cháu trần vũ không phải là người cháu khinh khi được đâu người ấy rất xứng đáng làm cha và không hổ mặt với bất cứ một ai trên cõi đời này lời dì ba dẫn giỏi gương mặt nghiêm nghị khác thường Bích Vân lo sợ nhìn gì, nàng biết gì có ý phiền vì lời nói xúc phạm vừa rồi, nhưng dù sao nàng cũng còn bỡ ngỡ quá. Trước một người cha gần như xa lạ, dù Trần Vũ là người sinh thành, cũng phải qua một thời gian, tình thương giữa cha con mới bắt đầu nảy nở. Riêng dì ba, ba rất khó chịu vì nghĩ lầm Bích Vân nói ra những lời nói đó với ý khi khi Trần Vũ. Dì nói tiếp, Bích Vân. Bà biết cháu từ khi còn nắm ngửa, bà biết cậu Vũ đã buồn khổ thế nào khi mẹ cháu bỏ ra đi, bà cũng đã từng nghe tiếng bà nội cháu hát ru trong những buổi trưa hè. Bà đã sống với gia đình này qua những ngày vui tươi và những ngày tai biến. Lúc nào cũng như lúc nào, bà vẫn nề trọng cha cháu và thương như đứa con ruột thịt của mình. Dì ba nghẹn ngào muốn khóc, Bích Vân và Ánh đều ngậm ngồi ngồi sát vào bà. Bích Vân cũng khóc. Bà ơi, bà nói cho cháu nghe đi, vì sao ba cháu bị bắt và gia đình đã gặp cơn tai biến như thế nào? Dì ba ngước nhìn Bích Vân, đôi mắt mở lệ, Bà nhớ đến những ngày xa xưa, khẽ bà Bích Vân. Câu chuyện ngày xưa rắc rối lắm cháu à. Bà nói ra chỉ làm cho cháu buồn khổ thêm, chẳng ích lợi gì đâu. Bích Vân khẩn khoản. Bà nói cho cháu biết đi bà, cháu không khổ lắm đâu. Cháu, cháu cần hiểu hết sự thật của gia đình. Dì bán nín nặng một lúc rồi nói. Bà không rõ lắm, nhưng theo lời mợ bình, thì cậu Trần Vũ và cô Liên Hương đã có một thời yêu thương nhau đầm thắm, nhưng đến lúc cháu chào đời cậu vũ thất nghiệp liên hương bỏ theo mẹ và anh là bà tính và hai quỳnh chuyên sống với nghề cờ bạc bích vân kêu lên trời mẹ cháu hành động như vậy sao phải rồi rồi mấy năm sau liên hương bỏ làm bé cho cậu hoàng trọng bình với ý định rút rìa tiền bạc cho mẹ và anh đánh bạc nhưng ngay trong buổi tiệc để giới thiệu liên hương với quan khách cậu bình có mời cậu vũ đến dự vì hai người là bạn với nhau ánh khẽ hỏi ngày trước bắc bình có ý cưới vợ bé là sao theo mở bình thì vì mà không có con nên cậu Bình mới làm như thế. Bích Vân hỏi tiếp, rồi sao nữa bà? Cô Liên Hương sở cậu Vũ nói rõ sự thật cho cậu Bình biết nên báo cho bà Tính và Hai Quỳnh hai tin. Hai Quỳnh liền đưa hai tên côn đồ mười có và sáu cột xuống rạch giá tìm cách đe dọa cậu Vũ. Chúng bố trí bắt cóc cháu đem đi mất. Bích Vân mở to đôi mắt. Cháu, cháu đã bị bắt cóc. Chúng dám làm như vậy sao bà? Sao không thư nhà chức trách? Dì ba lắc đầu. Ai dám? Làm thế chúng sẽ giết chết cháu ngay cậu Vũ đã đi tìm kiếm cháu khắp nơi. Chồng của dì đưa cậu Vũ xuống đến dòng giềng thì gặp hai Quỳnh trong một sòng bạc. Cậu Vũ nóng lòng tìm cháu nên lèn vào phòng hắn. Hai Quỳnh dùng dao đâm cậu Vũ, cậu tránh khỏi và đánh rất dao của hắn. Hai người xô sát một hồi thì hai Quỳnh té trên lưỡi dao mà chết. Bích Vân kêu lên. Trời ơi, chắc vì thế mà cha cháu bị kêu hắn 20 năm trời. Đúng thế cháu à. Những câu chuyện không giản dị như thế đâu, cậu vũ bị bắt vì hai tên cháu cột mười có làm chứng cho nạn nhân đã thấy cậu vũ lèn vào giết hai quỳnh để đoạt của vì đây mấy hai quỳnh chúng me rất lớn nhà chức trách tìm được số tiền trong người hai quỳnh nên càng tin chắc lời khai của chúng cậu vũ muốn khai sự thật là bọn chúng tổ chức bắt các cháu nhưng không có bằng cớ và lại chúng đe dọa nếu nói rõ sự thật chúng sẽ cho giết cháu ngay Bà nội cháu hay tin cha cháu bị bắt đi ngất xỉu mấy lần, bệnh tim trở lại và bà đã thở hơi cuối cùng trong đêm hôm đó. Anh nắm chặt đê hai tay Bích Vân như cố truyền lấy hơi ấm vào đôi tay lạnh giá của nàng. Dì ba nói tiếp, cậu mở ở Hoàng Trọng Bình, ở uh, thật hết lòng với bạn. Mở Bình thì cho rằng vì gia đình mở, vì chuyện riêng của cậu mà cậu Vũ bị hại, hai ông bà hết lòng lo lắng cho cậu Vũ được ra khỏi khám đường, mặt khác cậu Bình mướn người tìm kiếm cháu, ngưng lại một phút như nhớ đến những chuyện ngày xưa dì ba nói cậu vũ bị đưa lên phòng dự thẩm sài gòn và ra tòa rất nhiều lần cậu vũ cũng không dám khai rõ sự thật vì chưa biết cháu bị giam giữ ở đâu cậu khai sự thật bọn chúng sẽ giết cháu trời chính vì thế mà cậu vũ phải nhận chịu tội oan nhưng trước ngày cậu ấy ra tòa thì người đàn bà nuôi dưỡng cháu dùm cho bọn mười có sáu cột sợ tội mới lén đem trả cháu bích vân reo lên chắc là cha cháu mừng lắm ông khai rõ sự thật trước tòa phải không bà đúng thế cha cháu đã phản cung luật sư trịnh lương bằng lãnh binh vực cho cha cháu xin tòa đình vụ án để điều tra bổ túc nhưng đến lúc đem cháu ra trước tòa đối chứng cháu chưa nói được nhiều nên không có gì chứng thực việc mười có sáu cột và hai quỳnh bắt cóc cháu bích vân nhìn dì ba nằm lại câu nói của bà cháu không nói được gì hết à có phải vì thế mà cha cháu bị hàm oan không không phải chỉ có vậy thôi đâu luật sư lâm hoành lãnh biện hộ cho bà tính là người hết sức đáng sợ ánh ngẩng đầu nhìn lên nàng muốn biết dựng nàng ngày trước như thế nào dì ba nói tiếp Lâm Hành không biết đã ăn tiền của bà tính bao nhiêu mà cố tình làm cho cha cháu bị tù đầy. Bích Vân sợ Phật lòng ánh vội nói. Bà ấy không phải vậy đâu, làm nghề luật sư thì ai cũng phải bênh vực thân chủ của mình chứ. Anh nắm lấy tay Bích Vân, như bảo bạn đừng nói thêm nữa. Nàng hỏi gì ba? Thưa bà, tòa đã điều tra bổ túc như thế nào? Không tìm được thêm chi tiết nào có lợi cho cậu Vũ. Ông dự thẩm đòi các nhân chứng lên xuống nhiều lần, rồi đưa Trần Vũ ra tòa trở lại để lại ngắn 20 năm trời bích vân lặng thinh không biết mình nên nói gì bây giờ cuộc đời nàng khắc nào một giấc mơ ánh bỗng hỏi gì ba thưa bà bà có chắc chắn ông trần vũ vô tội không sao lại không tất cả mọi người đều thấy rõ cậu vũ bị hàm oan nhưng trách ai bây giờ tại mình không may phải chịu như vậy bích vân nói thưa bà nếu cha cháu bị hàm oan sao từ bao nhiêu năm trời nay không ai nghĩ cách giải oan cho ai cũng nghĩ đến điều đó nhưng giải oan bằng cách nào hả cháu tòa án đã xử xử đi xử lại nhiều lần mình cũng đã chống án lên thượng thẩm đại hình nhưng rồi vẫn phải chịu y án bích vân lặng thinh nhìn lên bàn thờ bà nội buồn thương vô hạn mấy ngày trước đây nàng bồn chồn thắc mắc muốn tìm hiểu sự thật nàng không muốn sống trong sự nghi ngờ và lo ngại nữa bây giờ đây sự thật đã được giải bày lòng nàng êm dịu xuống nhưng một nỗi buồn man mác dâng tràn Cuộc sống của nàng êm mà trôi qua, bỗng dưng sóng gió bất kỳ, làm thay đổi hết. Nàng nghĩ đến cha ruột của mình, gần 20 năm trời phải chịu hàm oan trong ngục tối. Thời gian đi qua, sao mà dài đằng đẵng nàng hình dung đến nỗi khổ của cha mà lòng dâng lên niềm thương yêu rào rạt. Bình Vân chợt nghĩ đến mẹ, một người đàn bà, theo lời dì ba, đã bỏ rơi đứa con bé bỏng không đầy một tuổi. Nàng không dám buộc tội mẹ vì nàng chưa biết rõ ràng câu chuyện ra sao yếu tố nào đã thúc đẩy mẹ nàng làm thế giữa lúc ấy ánh hỏi gì ba thưa bà bà tính sáu cột và mười có ngày nay thế nào nghe đâu bà tính đã chết rồi sáu cột tôi vẫn thường thấy làng vàng ở gần chợ rạch giá bây giờ xem bộ tiều tụy hốc hác lắm còn mười có thì đã lâu không nghe ai nhắc đến cả bích vân khẽ nói cháu nhớ ra rồi mười có có lẽ đúng là kẻ vừa đến tống tiền cha mẹ cháu mấy hôm trước dì ba hỏi lại ngay cháu nói sao vừa có đến tống tiền cậu mợ bình à dạ chị ánh có nhớ hôm em thuật chuyện cho chị nghe đó không ánh gật đầu đáp nhớ rồi chắc là hắn chứ không ai khác đâu nàng đáp lời bạn và nghĩ đến chuyện khác anh đã thấu đáo câu chuyện trong gia đình bích vân làm thế nào nàng cũng phải giúp bạn gỡ oan cho cha nàng nhớ đến dượng nàng và lâm vinh dì ba kêu lên trời ơi tiền khốn nạn vẫn còn đeo đẳng theo cậu bình nữa ư ừ, nhưng hắn lấy lý do gì để tống tiền bích vân cũng đang suy nghĩ điều đó vì đã gì hắn đến tống tiền cha mẹ nàng và suy nghĩ một lúc nàng thấy rõ vấn đề bích vân ngước lên nhìn ánh rồi nhìn dì ba cháu đã hiểu vì sao hắn dám tống tiền cha mẹ cháu nguyên do cũng vì hạnh phúc của cháu mà cha mẹ cháu phải chịu tiền cho hắn dì ba ngạc nhiên hỏi cháu nói gì bà không có hiểu cháu đoán mới có dám đến làm tiền vì hắn đã nắm chắc một vài sự thật trong đời cháu ánh thật hiểu nên tiếp lời bạn đúng rồi chắc hắn dọa bác bình là sẽ nói sự thật về bích vân cho gia đình ông trần thiên biết bác bình sợ bên chồng bích vân từ hư hôn cho nên nhượng bộ hắn dì ba lo sợ nói trời ơi như vậy thì nguy lắm lỡ ra hắn nhận tiền rồi mà còn gặp ông trần thiên mới làm sao tên nó mưu mô xảo trá lắm Bích Vân đã quá cổ đâm liều. Không có hại gì đâu bà, anh Thiên cũng là người từng du học ngoại quốc, không lẽ anh ấy có tư tưởng hẹp hòi cố chấp như vậy. Con không ngại lắm đâu." Rồi nàng cúi đầu buồn bã, "Nhưng nếu người ta cố chấp thì con cũng nhận chịu số phận của mình chứ biết sao." Anh nói để an ủi bạn, chứ trong lòng nàng không nghĩ thế. Không lý mới có đã nhận tiền rồi, còn đến nói với ông Trần Thiên nữa, sao Bích Vân lo xa quá vậy? Cô hôn nhân thế nào cũng thành mà. Bích Vân nhìn bạn nói, chị nghĩ em nên giấu giếm câu chuyện này không cho bên chồng biết ư? Không, em không tin chị nghĩ thế. Bao lần chúng ta đã đồng ý với nhau trên quan niệm hôn nhân giữa vợ chồng mà có điều giấu giếm nhau, còn đâu là hạnh phúc? Em biết ánh ạ. Chị nói thế là trái với lòng chị, nhưng chị để an ủi em. Ánh nặng thiên cúi đầu nhận chịu lời trách cứ của bạn. Bích Vân lắc đầu tiếp, không đâu. Em không thể nào giấu giếm câu chuyện có thể làm hại đến hạnh phúc gia đình Bích Vân không sống trong sự giả dối được. Và lại cha Bích Vân chịu hàm oan. Bích Vân có gì phải xấu hổ mà giấu giếm. Dù rằng ông có giết người đoạt của cũng là cha của Vân nên đâu có thể không nhìn cha được. Mọi người cùng im lặng. Dương dì ba trong lòng lo lắng không yên. Một lúc Bích Vân nói Em về Sài Gòn và sẽ đến gặp Trần Thiên ngay. Ánh kêu lên Bích Vân đi gặp Thiên để làm gì? Đừng nghĩ quần Vân à? Phải bình tĩnh trước đã. Bích Vân đáp lời bạn. Em bình tĩnh lắm, đây là chuyện hệ trọng nhất đời em mà, em cần phải nói thật tất cả cho anh Thiên biết để về sau khỏi hồ thẹn khi nhìn nhau. Em không muốn khi về ở với nhau rồi, Trần Thiên cho rằng mình lầm mà cưới em, em không muốn như vậy. Ánh nhìn bạn càng thấy quý mến hơn, Dương dì ba thì hoàn toàn không đồng ý với Bích Vân. Dì nói, Cháu đừng làm thế, không xong đâu. Cháu nói làm gì chuyện riêng tư trong gia đình mình, chỉ có hại cho cuộc hôn nhân, trên pháp lý, cậu Bình và mợ Mỹ Ngọc là cha mẹ ruột của cháu mà, có phải cậu Trần Vũ đâu. Có gì bắt buộc cháu phải nói sự thật với gia đình bên chồng cho thêm rắc rối. Bình vẫn biết gì ba quá tương mình và nói như thế. Nàng không trách gì nhưng cũng giải thích cho gì hiểu rõ lòng nàng. Thưa bà, chuyện dưng tư của cháu rồi đây sẽ là chuyện chung đối với chồng cháu. Làm thế nào có hạnh phúc được khi mình phải dối trá người mình yêu mến suốt đời hà bà? Dì ba không nói nữa và nghĩ đến Hoàng Trọng Bình. Thế nào rồi đây vợ chồng chàng cũng trách bà đã nói rõ sự thật cho Bích Vân. Nhưng ở địa vị của bà bà không làm sao khác được. Bích Vân nhìn thấy gì ba có vẻ buồn thì biết ngay bà đang lo sợ cho mẹ nàng trách cứ. Nàng vội ôm trầm lấy bà. Bà ơi, bà đừng có lo gì hết. Cháu biết rõ sự thật trong đời mình là đủ cho cháu hạnh phúc rồi. Nếu bà không nói rõ ra, để cháu suốt đời mang tội bất hiếu với cha mẹ, chắc là cháu oán trách bà lắm đó. Ánh bỗng hỏi gì ba. Thưa bà, còn bà Liên Hương hiện giờ ở đâu? Dì ba lặng thinh lộ vẻ buồn. Bích Vân cũng hỏi, sau ngày cha cháu bị đầy ra côn đảo mẹ cháu đi đâu hả bà? Mẹ cháu không đến thăm cháu sao? Dì ba ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, đã lỡ nói rồi, thì bà kể cho hai cháu nghe. Trong lúc cháu Bích Vân bị bắt cóc và hai quỳnh bị giết, Liên Hương khổ tâm lắm, nàng tỏ ra ăn năn hối hận. Những chuyện ngày xưa, chính Mở Bình cho biết Liên Hương cũng đã đi tìm Bích Vân khắp các nơi. Nàng rời bỏ bà tính vì không muốn mẹ lợi dụng mình để làm tiền nữa. Bích Vân kêu lên bà ơi rồi mẹ cháu đi đâu sao mẹ cháu không đem cháu đi liên hương không tìm gặp được cháu vì người đàn bà bí mật kia đã đem cháu giao trả cho mở bình sao mẹ cháu không đến nhìn cháu lại dì ba lắc đầu nói điều ấy đến cậu mở hoàng trong bình cũng không hiểu được lúc cậu vũ bị đầy đi côn đảo thì cậu gửi gắm cháu lại cho cậu mở bình nghe người ta nói liên hương có xuống bạc liêu và đến gần nhà cậu bình nữa nhưng mà không hiểu vì lẽ gì mà không bắt cháu lại từ nãy giờ anh bất nặng thinh nàng cũng không hiểu được vì sao liên hương lại đành lòng để cho trần vũ chịu thù đây nếu nàng nói rõ sự thật thì cứu trần vũ rất dễ dàng nàng kể hỏi gì ba thưa bà bà hương có biết ông vũ bị tội oan không dì ba khẽ đáp chắc là không biết liên hương vẫn đinh ninh cờ vũ giết hai quỳnh vì thù hận hơn là đề đọt của mà mỹ ngọc đã có lần gặp liên hương và yêu cầu nàng giúp cậu vũ nhưng liên hương đã khóc mà từ chối nàng nói cậu vũ giết anh nàng thì về đền tội đó là lẽ trời bích vân chua sót vô cùng việc riêng của gia đình nàng càng hiểu sâu thêm càng đau khổ những người cùng trong dòng họ đã cấu xé giết hại lẫn nhau bà ngoại và cậu ruột nàng lại quyết hãm hại cha con nàng dù án mạng xảy ra chính mẹ nàng lại nghi ngờ cha nàng giết anh mình trời ơi còn gì khốn khổ cho nàng hơn nữa một nữ sinh vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà trường đã phải nhận lấy bao nhiêu điều đau đớn hiện tại nàng đang sống trong một gia đình danh giá ai ai cũng nể trọng nhưng đâu vì thế mà nàng bỏ rơi những người đã sanh thành gian nàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 năm của Nước Mắt Người Đàn Bà. À, như vậy là cô Bích Vân đã biết rõ thân phận của mình rồi và câu chuyện chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn hơn nữa. À, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tầm 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc